Đây, 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 đây. Ông... Dạ. Đây ông. Chú ạ. Hôm trước nói rồi, không nhập hàng bên đấy nữa. Khủng hoảng suy thoái, khách rách hơn chủ. Có buôn bán được đâu, ế lắm. Chú ơi, hôm trước cháu đã xem số liệu quý trước của bên chú rồi. Đúng là không bán được nhiều. Nhưng mà không chỉ là mặt hàng của bên cháu đâu, mà các thương hiệu khác cũng đều sụt giảm chú ạ. Thằng khác làm sao? Thằng khác cũng không bán được chú ạ. Kệ nó. Chú ơi, đi giày đầm hơi sớm. Thôi cô ạ. Kệ tôi. Mà ông ở nhà trông hàng cho cẩn thận ý. Nhớ bán được cái gì thì ghi vào sổ. Đừng dở cái thói bán hai mà ghi một là không qua được mắt tôi đâu. Bà nói với chồng cho nó phải chuẩn. Tôi là chồng bà chứ không xin nhà bà. Không xin nhà bà nó làm nó có lương. Thế cái này ở đâu ra? Cái này ở đâu ra? Ở nhà trông hàng đi. Đá bát phở vào không tí nữa lại để tụt huyết áp. Chú ơi, cháu nghĩ là chú cháu mình nên tìm ra nguyên nhân để có thể cải thiện được doanh số chú ạ. Chú cháu mình đều có lợi mà. Không nhập được. Về đi cho tôi còn bán hàng. Trước khi về thì xếp lại cái đống kia đi. Ai cho ông xới tung cửa hàng tôi lên kia? Dạ, cháu xin phép cô rồi mà. Xếp lại đi. Bà ai thì biết cái gì? Tôi xếp lộn xộn nó có trật tự của tôi. Khách hỏi cái nào tôi biết cái nào. Bây giờ ông xếp như này sao ông bỏ ông đi? Khách người ta đến hỏi tôi phải gọi điện hỏi ông à? Nhưng mà cháu thề với chú là hôm trước cô bảo cháu xếp thế này là rất khoa học ạ. Xếp lại đi. Mua hàng hả em? Xếp hàng đi. Em ơi, cho chị muốn mua cái quạt nước. Em chào anh chị ạ. Anh chị xem hàng đi ạ. Đây đây, loa là ở đây. Tất cả loa ở đây là đang sale 2 tháng nay rồi. Còn 2 ngày nữa là nó hết thôi. Đấy, cô chú xem đi. Con này là có Bluetooth, hát karaoke thì thôi rồi luôn. Không, nhưng em hỏi cái quạt nước nha. Ừ, con này hát hay lắm. Anh chị ơi, anh chị xem hàng đi, bên này ạ. Ơ, đồ điện lạnh mới chuyển sang bên này hả em? Dạ vâng ạ, trước kia thì nhà em để khuất tít bên trong. Bây giờ nhà em đã sắp xếp lại để cho khách hàng dễ lựa chọn. Bên kia là loa, bên này là đồ điện. Đấy, phải sắp xếp như thế này chứ. Muốn tìm mua cái gì cũng dễ. Chứ trước à, hàng hóa chất chồng lên nhau, chị muốn tìm cái gì mua cũng khó. Mà hỏi cái ông kia, ông cứ gật mấy lắc, chị chả biết đằng nào mà lần em ạ. Anh chị ơi, anh chị đang muốn mua quạt nước đúng không ạ? Ừ. Hay là anh chị dần thêm một tí nữa, làm con điều hòa đi ạ. Đang từ quạt đến cái điều hòa, căng lắm. Ui, rất may mắn cho anh chị là con điều hòa này nhà em đang có chương trình trả góp. Vâng, em nói thật với anh chị, năm nay El Nino khô hạn như thế này, nhà mình mà không có cái điều hòa nóng chết đấy ạ. À, mà nếu mà anh chị không ưng ấy thì anh chị vào trong, nhà em còn có cả máy phát điện cơ ạ. Anh chị cứ vào xem đi ạ. Ơ em ơi, loa ở bên này thôi, bên đây không có loa. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn. Em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin. Vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi. Đừng mơ mộng nữa. Đúng. Trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức
đã là thành tựu rồi. Hôm trước cháu đã xem số liệu quý trước của bên chú rồi. Đúng là không bán được nhiều. Nhưng mà không chỉ là mặt hàng của bên cháu đâu, mà các thương hiệu khác cũng đều sụt giảm chú ạ. Cái khác làm sao? Thằng khác cũng không bán được chú ạ. Kệ nó. Chú ơi, đi giày đầm hơi sớm đấy. Cô ạ. Kệ tôi. Mà ông ở nhà trông hàng cho cẩn thận ý. Nhớ bán được cái gì thì ghi vào sổ. Đừng dở cái thói bán hai mà ghi một là không qua được mắt tôi đâu. Bà nói với chồng cho nó phải chuẩn. Tôi là chồng bà chứ không xin nhà bà. Không xin nhà bà nó làm nó có lương. Thế cái này ở đâu ra? Cái này ở đâu ra? Ở nhà trong hàng đi. Đá bát phở vào không tí nữa lại để tụt huyết áp. Chú ơi, cháu nghĩ là chú cháu mình nên tìm ra nguyên nhân để có thể cải thiện được doanh số chú ạ. Chú cháu mình đều có lợi mà. Không nhập được. Về đi cho tôi còn bán hàng. Trước khi về thì xếp lại cái đống kia đi. Ai cho ông xới tung cửa hàng tôi lên kia? Dạ, cháu xin phép cô rồi mà. Xếp lại đi. Bà ấy thì biết cái gì. Chuẩn vệ sĩ của chị chưa? Quá đẹp trai. Chắc chắn là tin nhắn của anh Dũng đẹp trai. Lại nữa rồi đấy. Tò mò không tốt đâu. Chị phải tin em. Người có kinh nghiệm xem phim ngôn tình ấy, nói không có sai đâu. Cảm thắng à? Không phải chị, là anh Dũng ấy. Tôi vá vẩn. Em trai tôi đấy cô ạ. Sao? Thích không? Giới thiệu cho. Nhìn gì? Ăn đi. Nhưng mà mày có bị như tao đâu. Mà tao có thấy mày chửi thằng Dũng bao giờ đâu. Bởi vì con người tao nhẹ nhàng, thanh tao, hòa nhã. Mà thằng Dũng thì lại rất có lòng tự trọng. Mày thử nghĩ mà xem. Nếu như ông bà già mày không thương mày thì mặc xác mày thế là xong. Việc gì phải đến nhà người ta van xin lạy lục. Ồ thần. Già từng đấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải hạ mình quỵ lụy người khác vì con. Tao mà như mày, tao nghĩ đấy. Bố mẹ ơi, con sai rồi. Bố mẹ yêu thương con như thế mà con lại phụ lòng bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con sẽ về nhà.